Từ trường thiện ác quanh ta. Tác giả, trưởng lão Thích Thông Lạc. Trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Tham sân si là cái nghiệp lực. Hằng ngày chúng ta cứ bị người ta chọc ghẹo mình. Lúc nào cũng sân, lúc nào cũng thấy cái này kia ham muốn, cho nên chúng ta quân cái ham muốn, quân cái sân. Thành ra một cái lực, thành ra một cái thói quen. Cái thói quen nó nằm ở trong tâm của quý vị, ha, hoặc nằm ở ngoài. Có người nói khi mà chúng ta quân vậy, nó nằm ở trong tâm. Sự thật ra, thân tâm của chúng ta, nó với cái nghiệp lực, nó không có một, mà nó hai. Cho nên một người chết rồi á, thì không còn một cái vật gì hết, thì như vậy là rõ ràng nó nằm ở đâu mà đi đầu thai đây. Quý vị nghĩ, quý vị suy nghĩ kỹ cái chỗ này, khó rất khó hiểu. Bây giờ, theo Đức Phật nói, thân ngũ uẩn của chúng ta, nó diệt là diệt hết, không còn một cái vật gì hết. Nghĩa là thân ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức chứ gì. Thì người nào ở trong thân chúng ta, người nào có cái thân này thì cũng có ngũ uẩn hết. Nhưng mà khi chết rồi, không còn có một vật gì trong đó hết, tan hoại hết. Tan hoại hết, không còn có một vật gì. Vậy thì cái gì mà còn tiếp tục luân hồi tái sanh đây? Thì cái đó là cái nghiệp lực của chúng ta. Khi một hành động thì đưa ra như thế này, thì dùng một cái danh từ để dễ hiểu, đó là cái từ trường. Một hành động thầy đưa cánh tay ra, thầy đánh người ta. Thì cái hành động đó là hành động đó. Một lời nói của thầy nói ra, một lời nói làm cho người ta đau khổ, phiền não trong lòng người ta, thì cái từ trường nó vẫn còn. Nó thải ra, nó thành một cái lực. Cái lực nó thành một cái từ trường, nó bao dây xung quanh một cái người ác, cũng như một người nói thiện, làm thiện, nó cũng bao quanh. Cho nên trong Kinh Pháp Cú nói, những cái hành động thiện, những hành động ác, nó theo chúng ta. Nghĩa là như bánh xe mà theo chim con vật kéo xe, có phải không? Những cái hành động thiện á, nó theo chúng ta như hình giữa bóng. Có đúng trong cái bài Kinh Pháp Cú Đức Phật nói vậy mà. Vậy thì nó theo chúng ta chứ đâu phải nó ở trong thân tâm của chúng ta. Nếu mà thân tâm của chúng ta mà trong thân ngũ uẩn mà nó ở trong đó, tâm chúng ta là nghiệp, thì chúng ta chết thì cái nghiệp nó cũng chết mất, nó cũng tan hoại hết, phải không? Cho nên nó theo là nó ở hoài, nó theo. Như vậy quý vị không có nhìn thấy được cái ác của quý vị nó đang theo, theo quý vị, và cái thiện nó đang theo. Bây giờ quý vị làm ác, với cái đôi mắt của cái người có tâm minh á, người ta thấy cái từ trường quý vị ác quá, người ta biết. Quý vị không thấy biết quý vị đâu. Nhưng mà quý vị biết được của quý vị là quý vị thấy được tai nạn, bệnh tật, đau khổ, đó là nó tác động vào cái thân tâm của quý vị để cho quý vị phải trả những cái quả đó mà thôi. Chứ còn thân ngũ uẩn của quý vị nó không có dính với cái này đâu, nhưng mà ở ngoài nó có tác động vô. Nghĩa là nó bao quay quý vị, thì cho nên thọ khổ, thọ lạc đều là do những cái sự bao dây của cái nghiệp lực của quý vị. Cho nên khi cái thân quý vị mất rồi, hoại rồi, thì cái nghiệp lực này nó còn. Bây giờ nó còn, nó để làm sao mà nó tái sanh đây? Nếu nó tham sân si, nó phải giống với cái những người tham sân si xung quanh nó đây. Nó giống ai thì cái những cái người đó làm cha mẹ nó đó. Còn cái thân của quý vị ngũ uẩn đây nó hoại mất rồi. Có phải nó tái sanh luân hồi bằng cái nghiệp lực ác thiện của nó không? Có đúng không? Quý vị làm ác, cái nghiệp lực đó nó nhiều, nó dày, nó mới đi tìm. Nó tương ưng với những người mà nghèo, khổ, đói, khát. Nhất là những người bỏng sẻn ích kỷ. Cái nghiệp lực mà bỏng sẻn nó cũng thành một cái bao quay của quý vị. Cho nên nó tương ưng với những cái người mà nghèo, đói nhất ở trong xã hội này. Cho nên có những người sanh ra không có áo mặc, không có cơm ăn. Đó là những cái ác pháp. Còn chúng ta hung dữ, chúng ta chửi mắng, chúng ta giết hại loài vật, chúng ta luôn luôn không ăn thua đủ với mọi người, thì cái từ trường đó nó cũng thành cái nghiệp lực đó, nó tiếp tục tương ưng với những cái hạng người mà như vậy á, sẽ làm cha mẹ nó tiếp tục. Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng cái thân của quý vị là cái tham sân si, nó không có tham si. Cho nên thầy ngồi đây nè, thầy bảo tâm thanh thản là vô sự, tâm thầy thanh thản là vô sự, nhưng cái từ trường ác của thầy nó vẫn còn đây nè. Cho nên nói sao mà tôi cố gắng tôi ly mà sao ly không hết. Tôi hãy ly cái từ trường của tôi nè. Bắt đầu thầy làm những điều thiện, thì giữ tâm thanh thản, nó thải ra cái từ trường thiện đó, nó mới đánh ác được cái từ trường ác kia đi. Cái này càng lớn lên, mạnh lên, thì cái từ trường ác kia nó bị dẹp xuống. Mỗi một niệm thiện mà hiện ra, thì một niệm ác dừng lại. Có đúng không? Người ta chửi mình vui vẻ không? Thì cái niệm ác nó phải dừng, thì cái từ trường đó nó phải thải ra, cái nghiệp đó nó tăng lên cái thiện, thì cái thiện ác, cái từ trường, cái nghiệp ác nó phải giảm đi. Và cuối cùng nó giảm sạch xuống thì chúng ta hoàn toàn ngồi đây tâm không vọng tưởng.
Còn quý vị ngồi đây mà ức chế nó thì nó lại còn mạnh hơn nữa. Nó nằm đây chứ nó đâu có mất đâu. Còn cái này thầy cứ tăng trưởng cái thiện. Thầy tăng trưởng cái thiện vô lậu của thầy, tức là cái tâm thanh thản an lạc vô sự. Cho nên Đức Phật nói cái tăng tâm mà thanh thản an lạc vô sự nó tương ứng với chư Phật. Bởi vì nó có tham sân si đâu, mà tâm của thầy đâu có tham sân si. Tại vì cái từ trường tham sân si của thầy hằng ngày thầy làm, thầy thải ra cả đống đây, nó bao dây thầy, phải không? Thầy đem ví dụ, cho nên Đức Phật nói thân ngũ uẩn này chết rồi không còn vật gì hết. Vậy mà anh tái sanh luân hồi. Còn nếu mà nói tâm của chúng ta có tham sân si ở trong này, thì vậy thì khi mà chết đi á, thì cái tâm chúng ta nó còn, nó mới đi tham sân si, nó mang theo cái tham sân si này đi đầu thai. Thì như vậy là thân ngũ uẩn đâu có mất, có phải không? Tức là còn có cái thế giới linh hồn, còn có linh hồn. Cái tâm của chúng ta cho nó cái tên nó là linh hồn đi, hay là cái tâm chúng ta. Mà bây giờ chúng ta tham sân si thì cái tâm này nó tham sân si nó ở trong này hết. Thì như vậy là chết thì cái thân chúng ta nó hoại diệt đi, mà cái tâm chúng ta nó còn chứ gì. Cho nên hầu hết là các tôn giáo khác không hiểu điều này. Không hiểu được cái từ trường mà bao dây, cái nghiệp lực bao dây xung quanh mà cái tâm chúng ta rất thanh tịnh. Bây giờ tới bây giờ người ta cũng không hiểu cái này. Bởi vậy cho nên thầy khi mà tu xong thầy mới nhìn lại, thầy thấy đúng, ông Phật nói đúng. Thân ngũ uẩn hoại là không còn gì hết. Bởi vì nó đâu có cái gì đâu. Nhưng mà vì cái lực mà tham sân si, cái nghiệp lực nó thúc đẩy. Cho nên mỗi đời của chúng ta mà mang cái thân này bị nó thúc đẩy mà nó tạo ra những cái ác. Nó tăng thêm cái nghiệp lực của nó. Hoặc là nó tăng lên cái thiện của nó, nó giảm bớt đi cái ác của nó thôi. Cho nên vì vậy Đức Phật nó phải ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Do đó mới có cái phương pháp dạy chúng ta để giải thoát. Chứ còn nếu mà Đức Phật nó còn có một cái vật mà thường hằng, mà cái biết thường hằng như cái linh hồn của chúng ta, thì đạo Phật ra đời không có làm sao giải quyết được đau khổ của người ta. Bởi vì chính nó thường hằng, nó phải mang theo cái nghiệp của nó dính liền với nó rồi. Cái nghiệp của nó là chính nó rồi, thì làm sao mà mình cắt ra được. Còn cái này, cái nghiệp là cái từ trường nó ở ngoài, còn cái tâm của chúng ta nó rời ra, nhưng mà nó có lực mạnh nó đẩy chúng ta. Mỗi lần nó gặp ác pháp thì nó đẩy chúng ta giận hờn, tức giận, tạo thành những cái nghiệp lực ác nữa, tăng cường trưởng lên thêm nó nữa. Cho nên vì vậy mà chúng ta mỗi lần mà chúng ta giận là chúng ta tăng thêm cái dòng của chúng ta. Thay vì cái hào quang của Phật là cái từ trường thiện, phải không? Bây giờ cái hào quang của chúng ta là cái hào quang đen thui à, nó là từ trường ác. Nếu mà chúng ta mà thể hiện ra cái ánh sáng mà như mà cái hào quang của Phật á, thì chắc chắn cái hào quang chúng ta đen cũng như là mực tàu, nó bao dây chúng ta đen thui, bị nó ác pháp. Còn hào quang của Phật thì nó sáng trưng, nó thiện. Thầy đem một cái ví dụ để mà chúng ta thấy người nào cũng có mang theo cái hào quang này hết, phải không? Nó từ ở trong thân của chúng ta, chứ nó không phải trong thân chúng ta, mà từ trong thân chúng ta tạo ra nó để cho nó xung quanh chúng ta. Còn ông Phật cũng thanh tịnh, ông tạo ra cái hào quang rất sáng là tại vì cái từ trường ông sáng. Các con hiểu chỗ này, thầy quý Phật tử hiểu chỗ này. Chứ không hiểu chỗ này là quý vị không biết làm sao mà cứ nghĩ rằng cái linh hồn mình đi tái sanh chứ không gì. Cho nên các tôn giáo đều lầm hết. Chỉ có ông Phật là đạo Phật không lầm. Không lầm. Bởi vì khi mà chết rồi, ba cái biết này đều là bị hoại hết. Cái biết thứ nhất là sắc thức, là ý thức của chúng ta. Cái biết thứ hai là tưởng thức, là tưởng quẩn á, là cái biết trong giấc mộng. Cái biết thứ ba là tâm minh. Dẫn ba cái này khi mà chưa tu thì ba cái này chết là hoại hết. Còn cái mà còn lại cũng là cái nghiệp, mà nghiệp không tham sân si. Nghĩa là bây giờ thầy tu rồi, những khi mà cái thân này thầy chết rồi thì nó cũng hoại hết, nhưng mà cái nghiệp không tham sân si của thầy còn. Mà cái nghiệp không tham sân si còn, nó tương ứng chư Phật thì sẽ ở nơi đó chứ không đi đâu được hết. Còn bây giờ quý vị có tham, có thiện, có ác, mà thiện thì thiện lại thiện hữu lậu chứ phải thiện vô lậu đâu mà tương ứng chư Phật, phải không? Cho nên cái thiện của quý vị, cái từ trường này nó vẫn còn, nó tiếp tục, nó tương ưng giống đâu nó làm đó. Mà nếu nó tương ưng nó thiện hơn một chút xíu, cho nên Đức Phật nói năm nó có, nếu mà nó ly được năm hạ phần kiết sử hay diệt năm hạ phần kiết sử thì nó không giống ai với thế gian được hết, nó không làm con họ được, thì nó phải ở trong cái từ trường đó. Nó ở trong từ trường, khi nó ở trong cái từ trường đó, tại vì thiện cho nên nó ở trong từ trường đó, mà Đức Phật nói là 33 cõi trời. Nó có cõi không? Nó từ trường chứ nó không có cõi đâu, nhưng mà gọi là 33 cõi trời. Cho nên 33 cõi trời là cõi tưởng, phải không? Cái từ trường gọi là tưởng, phải không? Bây giờ thầy nằm chiêm bao cũng là cõi tưởng. Bây giờ ở trong cái thế giới mà chúng ta hiện là có thân, là có cây cỏ nhà cửa này, Đức Phật cũng nói thế giới tưởng nữa.
Tại vì chúng ta tưởng nó là có thật, nó là duyên hợp, nó không có thật mà chúng ta tưởng nó có thật. Cho nên ai cũng cho rằng thân mình có, cho nên hở một chút là người ta chửi mình giận. Mình cho cái nhà này thật của mình, cho nên mình chấp nó, ai mà xâm phạm tới thì không được. Cho nên vì vậy đó, đó là mình bị sống trong tưởng, phải không? Đây là một cái tưởng. Rồi bắt đầu chúng ta, cái hình dáng của chúng ta nó thành cái bóng của chúng ta, thì chúng ta lại cho đó là cái thế giới siêu hình. Lại là một lúc tưởng nữa. Cho nên vì vậy 33 cõi trời là khi nào mà chúng ta còn ở trong cái từ trường mà chúng ta chưa có thân hình, trong cái tưởng mà nó duyên hợp. Còn cái tưởng này là tưởng bóng dáng, cho nên cái tưởng này là còn ở trong cái từ trường thiện mà thôi. Khi mà nó ở trong từ trường thiện mà nó không biết cách thức nó tu á, thì nó không tiến tới đến vô lậu, thì nó sẽ bị trở lại, nó tái sanh làm người, nó hết cái phước thiện của nó rồi. Cho nên Đức Phật nói ở trên cõi trời còn phải tái sanh trở lại, phải không? Đâu có vĩnh viễn được, trừ ra khi nào mà chúng ta vô lậu hoàn toàn thì chúng ta không còn tái sanh trở lại đây nữa. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái lý, rõ được, biết được, thì chúng ta hàng ngày mà nếu chúng ta cứ làm ác thì chúng ta tăng thêm cái từ trường ác này, thì muôn đời ngàn kiếp chúng ta phải luôn luôn tái sanh luân hồi làm loài vật, làm con người ác, làm con người thiện, đều là do cái từ trường của chúng ta mà thôi. Còn nếu mà chúng ta biết hàng ngày chúng ta ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, thì cái từ trường thiện chúng ta càng ngày càng tăng cho đến khi nó vô lậu hoàn toàn, thì lúc bây giờ thân chúng ta bỏ thì cái từ trường này còn, chúng ta đâu mất. Cho nên Đức Phật nói như cái cây kia, chúng ta dạt bỏ vỏ, bỏ giá, còn là cái lõi chứ. Nghĩa là từ cái chỗ mà chúng ta còn để mà đi tái sanh luân hồi, cái mà luôn luôn tiếp tục tái sanh luân hồi, đó là cái từ trường thiện và ác. Chúng ta thiện hữu lậu và cái ác của chúng ta, cho nên luôn luôn nó tiếp tục tái sanh luân hồi trong một cái môi trường sống này. Nếu chúng ta cố gắng tu tập thì tâm chúng ta không còn tham sân si, không còn tham sân si thì cái từ trường không tham sân si này vĩnh viễn còn mãi. Trong khi đó cái từ trường này nó có đủ bãi cái năng lực gọi là thất giác chi, bãi cái trạng thái bồ đề gọi là thất bồ đề. Do đó nó sử dụng được tất cả những điều kiện cần thiết của nó. Nó muốn gì được đấy. Nó đâu có mất, bởi vì cái từ trường thiện nó phải, khi mà tâm chúng ta ly dục lá pháp á, sạch rồi, nó bất động tâm rồi, thì nó có bãi cái từ trường nó, bãi cái lực của nó, bãi cái lực của cái từ trường, của cái nghiệp thiện này, của cái nghiệp mà không tham sân si này. Bây giờ thầy cho cái nghiệp này là nghiệp tham sân si, cái nghiệp này là nghiệp không tham sân si. Một khi mà chúng ta chưa tu thì cái nghiệp không tham sân si chưa có, nó còn tham sân si thì nó đồng thời có không tham sân si. Cho nên hàng ngày chúng ta quân nó thành một cái nghiệp không tham sân si. Không, cũng như cái cây kia hồi nhỏ nó không có lõi, nhưng lớn dần nó có lõi. Do sự tu tập chúng ta lớn dần chúng ta có cái nghiệp không tham sân si. Thì khi mà cái thân tứ đại chúng ta là do duyên hợp nó phải hoại, năm cái quẩn này nó phải hoại, phải không? Nó hoại rồi thì cái nghiệp không tham si này vẫn còn, mà cái nghiệp không tham si này nó sẽ tương ưng nơi giải thoát, nó sẽ ở nơi giải thoát, nó ở cái chỗ giải thoát, không ở chỗ mà làm sanh ra làm con người con vật nữa, rất đau khổ. Vì mỗi lần chúng ta mang cái thân này rất đau khổ, đủ thứ đau khổ. Cho nên làm người, cho nên Đức Phật nói là bốn cái chân lý của Đức Phật nói khổ tập diệt đạo. Trong cái thân chúng ta nó quân tập tất cả những cái sự đau khổ, mà hở một chút là đau khổ, hở một chút mà do cái nguyên nhân nào mà đau khổ, cái tập đế đó là cái nơi mà sinh ra đau khổ, là lòng ham muốn chúng ta. Có ham muốn mới có tham, có sân, có si, có này kia, có đủ thứ. Còn không ham muốn thì làm sao? Cho nên mình ly dục cái này, thì trong khi đó ly được dục thì hoàn toàn chúng ta sẽ vô lậu hoàn toàn.